sau khi giúp đội tuyển nữ Anh vượt qua Úc với tỷ số 3-1 ở bán kết World Cup nữ 2023. Huấn luyện viên Sarina Wiegman đã có lần thứ tư liên tiếp vào đến trận chung kết của một giải đấu lớn. Chia sẻ sau trận, bà vẫn không tin vào những gì mà mình và các học trò đã làm được. Bước vào vòng bán kết World Cup nữ 2023, bà Sarina Wiegman chính là chiến lược gia nữ duy nhất. Tuy vậy, nhà cầm quân 53 tuổi lại được đánh giá rất cao khi đã 3 lần liên tiếp đưa các đội bóng mà mình dẫn dắt vào chơi ở trận chung kết. Huấn luyện viên Sarina Wiegman đã từng đưa đội tuyển nữ Hà Lan vào chung kết Euro nữ 2017, World Cup nữ 2019 và cùng đội tuyển nữ Anh vào đến chung kết Euro nữ 2022. Trước sự chứng kiến của 75.784 khán giả ở Sydney, vị huấn luyện viên sinh năm 1969 đã cùng các học trò đánh bại đội chủ nhà Úc 3-1 để hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng của World Cup nữ 2023. Phát biểu trên kênh BBC One, bà Sarina Wiegman vẫn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Chúng tôi đã lọt vào trận chung kết và thật không thể tin được. Nhưng chúng tôi đã thắng trận đấu này. Càng tuyệt vời hơn khi đó là một chiến thắng trên sân khách, ở một sân vận động tuyệt vời. Tất nhiên, đó là một trận đấu khó khăn nhưng một lần nữa chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng. Đội tuyển nữ Anh đã ghi được 3 bàn thắng trong đội bóng xuất sắc này, cho dù là tấn công hay phòng thủ, chúng tôi cho thấy mình rất quyết tâm. Đội tuyển nữ Anh thật sự muốn giành chiến thắng và chúng tôi luôn muốn đi cùng nhau. Việc trở thành huấn luyện viên đưa đội bóng của mình lọt vào 4 trận chung kết thật sự đặc biệt. Tôi không bao giờ coi thường bất cứ điều gì nhưng tôi giống như đang ở trong một câu chuyện cổ tích hay gì đó. Đây là lần đầu đội tuyển nữ Anh vào chung kết sau 2 thất bại liên tiếp ở bán kết World Cup nữ 2015 và World Cup nữ 2019. Đáng chú ý, hậu vệ Lucy Brown là cầu thủ đã góp mặt ở cả 3 trận đấu này. Sau những lần lỡ hẹn với chung kết, cuối cùng cầu thủ 32 tuổi cũng có thể mỉm cười. Cô vui sướng chia sẻ, đây là điều tôi luôn mong muốn. Được vào chung kết World Cup và sau 2 lần thất vọng như vậy, tôi đã có thể cười ở lần thứ 3. Tất cả chúng tôi đều mơ ước được vào chung kết. Tất cả gia đình, bạn bè của chúng tôi đều tin tưởng đội có thể làm được. Thật tuyệt vời khi được thi đấu với Úc, họ đã có một giải đấu tuyệt vời. Họ đá rất tốt. Ở trận chung kết, tôi và Kira biết khá rõ 11 cầu thủ có thể đá chính của Tây Ban Nha nên tôi nghĩ Anh sẽ có lợi thế lớn. Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển nữ Anh, Millie Bright, cầu thủ đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự, khẳng định cô và các đồng đội sẽ giữ đôi chân trên mặt đất, sẵn sàng cho trận quyết đấu cuối cùng với Tây Ban Nha. Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đã mong đợi từ rất lâu. Chúng tôi đã có thành công đáng kinh ngạc vào mùa hè năm ngoái tại Euro, nhưng chúng tôi luôn biết vẫn còn thiếu điều gì đó tại World Cup. Bây giờ chúng tôi có cơ hội và như Les Russo đã nói trước đây, giấc mơ vẫn còn sống. Thật là một trận bán kết đáng kinh ngạc. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình ở trận đấu tới, tất cả sẵn sàng để chinh phục chiếc cúp vàng, Millie Bright tỏ ra quyết tâm.